làm mình lọ mọ dậy từ sáng sớm họp với Trà Hành, phải tới phải lui bực hết cả mình đấy. Chỉ khổ mấy đứa nhân viên quen như tụi mình thôi. Ừ, à đấy, nói mới nhớ, sáng tôi nhờ lão chồng đưa cô Bin đi học, không biết tình hình thế nào, phải gọi điện hỏi mới được. Chồng ơi, chả con chả biết làm gì, mãi chẳng nghe đây này. Alo. Lô lô la la cái gì? Đang làm gì? Ở đâu? Với ai? Gọi mãi chẳng nghe máy gì cả. Cà phê. Hả? Phê cái gì? Phê đứa nào? Khổ. Cà phê. Anh đi mua cốc cà phê. Này, có chuyện gì mà gọi anh giờ này? Còn chuyện gì nữa? Thế anh đã đưa cô Bin đi học chưa? Rồi. Tưởng chuyện gì. Báo cáo vợ. Nhiệm vụ vợ giao cho anh đưa cô Bin đến lớp, anh đã hoàn thành xuất sắc. Báo cáo hết. Văn vở thế? Thế có muộn không? Muộn là muộn thế nào được. Còn trễ chút xíu à? Trễ á? Kìa vợ, đừng nóng. Có 30 phút thôi mà, làm gì mà căng. 30 phút? Anh đùa tôi à? Về chết với tôi nhá. Alo. Ơi ạ. Bực cả mình. Này bà kia, vui lắm đấy mà cười tươi thế. Cảm ơn chồng yêu đã đưa con đến lớp. Vợ còn kịp ăn bát bún to bự rồi mới vào làm này. Tối về bố đón hai mẹ con nhá. Dạ. À mà chồng mặc cho cuốn chiếc váy vàng xinh quá. Vợ thấy con tét tét đây này. Chuyện chồng em mà lại. Đấy, chồng người ta thì biết đường tự giác báo cáo đầy đủ đâu ra đấy. Chồng mình thì đâu có. Tôi có thám tử của con ở trường báo cáo đây này. Thám tử á?